Nhớ ghi trong cuộc đời chớ có quên, nhớ ghi trong cuộc đời chớ có quên. Khi ta hai người yêu thương có trong ta chơi vơi, nghe trong tim hát lên bao câu ca chứa tràn ngập tràn đầy niềm vui lòng. Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, tuy chỉ với hơn 20 năm nhưng đã sản sinh ra rất nhiều những tên tuổi hàng đầu của nền văn học nghệ thuật mà thế hệ mai sau vẫn còn nhắc nhớ. Khán giả của làng nhạc Sài Gòn trước năm 75 vẫn còn nhớ đến ca sĩ Thanh Mai với một vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và giọng hát tươi vui trong những ca khúc nhạc trẻ vào đầu những năm 1970. Đã có một thời, đôi song ca Quốc Dũng - Thanh Mai làm khuấy động các sân khấu Sài Gòn và rất được khán giả trẻ thời ấy yêu mến. Thanh Mai được khán giả gọi biệt danh là búp bê Thanh Mai vì rất được yêu thích với ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, đó là bài Búp bê không tình yêu, khi cô song ca cùng với nữ ca sĩ Thanh Lan trong băng tình ca nhạc trẻ số 1 mà chúng ta có thể nghe ở trên Internet ngày hôm nay. Ngoài ra, Thanh Mai còn là một tài tử đóng những cuốn phim như Gác Chuông Nhà Thờ hay phim Bảy Ngầm và đoạt giải văn học nghệ thuật tổng thống vào thập niên 70. Nhìn lại những hình ảnh của Thanh Mai vào lứa tuổi 18-20, chúng ta có thể thấy cô có gương mặt bầu bĩnh xinh xắn như là búp bê. Hôm nay, trong chương trình Bước Chân Dị Vãng, Đài Chiêu Mi TV kính mời quý vị cùng theo dõi buổi tâm tình với nữ ca sĩ Thanh Mai. Đây là lần thứ hai cô đến với chương trình. Cô sẽ kể chúng ta nghe những tháng ngày cô ca hát trước năm 75 và đời sống của cô hiện tại. Chiêu Mi kính chào tất cả quý khán giả của Đài Chiêu Mi TV và mời quý vị cùng đến với chương trình Bước Chân Dị Vãng của chúng tôi tuần này. Kính thưa quý vị, có một tiếng hát mà Chiêu Mi rất là ái mộ. Ái mộ từ tiếng hát cho đến hình ảnh của cô. Mà trước đây Chiêu Mi đã có dịp mời cô đến với màn ảnh của Chiêu Mi Show và tập đó cũng được rất nhiều khán thính giả yêu thương. Qua lời yêu cầu của quý vị, hôm nay Chiêu Mi mời cô trở lại đến với Bước Chân Dị Vãng. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Mai, xin chào cô. Hai con. Dạ. Thanh Mai xin kính chào quý thính giả, khán thính giả của chương trình Jimmy Show. Cô khỏe không? Cô khỏe. Hôm nay thấy cô rất là đẹp với một cái áo màu hồng. Cảm ơn. Con gái lựa cho cô đó, nói là mùa hè rồi mẹ lên cái show này mẹ mặc cho nó thấy nó trẻ trung chút xíu. Dạ, đúng. Với giờ lần trước thì cô mặc áo dài. Dạ, áo màu vàng. Áo màu vàng. Thưa cô, hôm nay gặp cô đó thì con cũng muốn hỏi cô câu hỏi này là bởi vì con có dịp được nghe một số những cái audio trước 75 ghi là đôi song ca Thanh Tâm và Thanh Mai. Vậy Thanh Mai đó có phải là cô không? Không. Thanh Mai đó là hát chung với Thanh Tâm đó. Là hai người là bạn với nhau ở xóm đạo. Rồi xong rồi cô Thanh Mai gặp hai người lúc cô Mai vô trong ban văn nghệ công lộ đó. Dạ. Thì lúc đó là Thanh Tâm với Thanh Mai là một cặp song ca trong đó. Rồi mấy người nói cô phải đổi tên. Thì lúc đó cô Mai đã đóng phim cho cô Thúy Hồng. Phim Gác Chuông Nhà Thờ đó. Thì cô Mai đã để tên Thanh Mai rồi. Thành ra cô Mai thấy cũng hơi khó. Thì xong cô Mai cũng vẫn giữ Thanh Mai như thường. Nhưng mà Thanh Mai hát một mình. Rồi sau này cô hát với Quốc Dũng. Thành ra người ta kêu là Thanh Mai Quốc Dũng. Còn Thanh Mai bên kia thì kêu là Thanh Mai. Thanh Mai. Mà cô Thanh Tâm đó có phải là vợ của chú Bảo Thu không? Đúng rồi cháu. Đúng rồi cô. Đó, Thanh Tâm là vợ anh Bảo Thu. Nhắc đến những kỷ niệm trước năm 1975 đó, thì cái thưa quý vị, Jimmy có dịp được tìm hiểu thì được biết là cô Thanh Mai lúc hồi nhỏ có một thời gian trong một ban thiếu nhi gì phải không cô? Ban thiếu nhi Xuân Phát. Dạ. Hồi đó là cô Mai thích hát lắm. Thành ra không biết tại sao mà cô Mai được quen với lại chú Xuân Phát, rồi được chú mời vô trong ban văn nghệ hát. Thì cô Mai lúc đó cô Mai nhớ cô Mai hát bài Bức Họa Đồng Quê của nhạc sĩ Văn Phụng đó. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đó là cô Mai. Rồi sau này cô Mai đọc cái hồi ký của Thành Lộc đó. Thì Thành Lộc cũng nhắc cái khoảng thời gian đó là Thành Lộc cũng trong ban văn nghệ Xuân Phát. Thành ra cô Mai nói, vậy là mình với Thành Lộc lúc đó đã hát chung mà không có biết. Trong ban văn nghệ của nghệ sĩ Xuân Phát. Của thiếu nhi Xuân Phát. Thiếu nhi Xuân Phát, là của chú Xuân Phát không? Chú Xuân Phát đó là ba của Destin Nguyễn đó. Dạ. Đó. Nhắc lại cái thời gian ngày xưa đó thì quý vị vẫn chưa quên hình ảnh của cô Thanh Mai và nhạc sĩ Quốc Dũng mà Jimmy còn giữ được cái hình ảnh là bên nhau ngày vui là tờ nhạc này.
rất là dễ thương. Thì được biết là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính là người đã kết hợp hai tiếng hát lại với nhau. Đúng. Xin cô nói thêm về nhạc sĩ Quốc Dũng. Anh Dũng là một người rất là hiền và rất là có tài. Yeah. Anh Dũng, cô Mai hát với anh Dũng đó thì cô Mai thấy anh Dũng ngoài cái tài viết nhạc, ảnh cũng đánh đàn, đàn guitar anh cũng đánh được, đánh trống anh cũng đánh được, rồi anh đánh keyboard được luôn, tức là ảnh phải nói là đa tài. Anh rất là có tài mà ảnh rất là dễ thương, như là một người nhạc sĩ mà rất là có đạo đức. Cô Mai rất là quý trọng. Là một cặp song ca nè, là chú lại rất là tài, rồi đẹp trai, cô thì đẹp gái, vì tại sao hai người không đến được với nhau? Chắc không có duyên, hay là có duyên mà không có mắc nợ. Thường thường người ta nói là phải có nợ mới là vợ chồng. Thì chắc cô Mai là có duyên với anh Dũng thôi. Nhưng mà không phải là không có nợ, thành ra cô Mai khỏe quá. Chứ lấy anh Dũng thì chắc rất là mệt. Chú đồng anh bay bướm quá. Có bài hát nào mà ngày xưa chú viết theo cái thức giọng hát của cô không? Có. Mấy cái bài, tất cả những cái bài như là Bên Nhau Ngày Vui ha, Quê Hương Và Mộng Ước ha, Điệp Khúc Mùa Xuân ha, tất cả những bài mà cô Mai hát với anh Dũng thời trước đó là anh Dũng đều viết cho giọng của cô. Tại vì anh Dũng biết cái giọng của cô nó như thế nào đó. Thành ra khi mà anh Dũng sáng tác là anh Dũng viết theo cái giọng hát của cô. Nhưng mà cái bài mà nó là cô Mai nghĩ là anh Dũng viết cho cô Mai nhiều nhất là bài Cơn Gió Thoảng. Cơn Gió Thoảng là trong đây có giới thiệu nè, bài Cơn Gió Thoảng. Rồi bài Cơn Gió Thoảng thì có cái tình sử nào trong đây không cô, mà nhạc sĩ lại viết ngay cho cô bài hát này? Không phải tình sử, nhưng mà tại vì chị Thanh Thúy á, chị muốn cô Mai hát một bài mới của anh Dũng. Mà lúc đó anh Dũng không có bài nào mới. Thành ra anh Dũng nói là để anh Dũng viết tối nay, ngày mai rồi cô Mai đến nhà là sẽ có bài hát cho cô Mai. Thì cái đó là một cái cô thấy rất là hay. Là tại vì đâu phải mình dễ viết đâu con, đâu phải con phải có cảm hứng hay là con phải như thế nào con mới viết được, chứ mà tại sao ảnh viết dễ dàng ha. Tức là một đêm đó đó là ảnh không có ngủ, ảnh ngồi ảnh viết, rồi khi mà cô Mai tới là ảnh tập cho cô Mai xong rồi cô Mai đi vô phòng thâu cô Mai thâu. Thành ra cái đó nó làm cho mình thấy hay quá. Tức là một bài hát mà rất là dễ dàng, mình không có tưởng tượng được là một bài hát nó rất là giản dị như vậy. Viết nhạc tối đó xong rồi cô Mai cầm đến đưa cho ông Lê Văn Thiện. Ông ngồi ngay cái quán cà phê đó con. Rồi ông ngồi ông viết xong ra đi photocopy, cái mỗi người cầm tờ lên đánh. Mà cô cũng hát ngay tại chỗ. Cô hát ngay đó luôn. Hát với ban nhạc luôn. Nhưng mà tại vì cô đã được tập vợt rồi. Từ nhà anh Dũng cô đã tập rồi. Đó. Một bài mà chỉ trong vòng một ngày hả? Không tới một ngày. Không tới một ngày. Tại vì cái buổi tối mà cô Thúy tới đó cũng khoảng là 9-10 giờ tối, cho người, chị Thúy cho người đến, nói là muốn mời cô Mai hát một bài mới. Thì là tới khi cô Mai thâu xong là khoảng 5 giờ chiều. Phải không? Chưa tới, chưa tới 24 tiếng. Dạ đúng ạ. Vậy là trôi trong vòng chưa tới 24 tiếng xong 24 bài. 24 tiếng xong bài hát. Cơn Gió Thoảng. Cơn Gió Thoảng. Thành ra đối với cô Mai là nó lạ quá đi. Phải không con? Quá tại vì cô Mai là thường thường cứ nghĩ là một bài hát rồi phải đưa cho người ta hòa âm cũng phải là 1 tuần. 10 ngày, phải không con? Rồi mình mới đi thâu. Đúng. Giống như bây giờ cô Mai thâu ở bên Mỹ cũng vậy. Cô Mai cũng đưa cho một ông nhạc sĩ để ông viết bài. Thì như ông Lê Văn Thiện, cô Mai cũng phải đưa trước 2 tuần. Phải không? 3 tuần. Rồi ông viết rồi xong rồi mới đến thâu nhạc. Đúng. Thâu nhạc xong xuôi rồi ca sĩ mới vô hát. Còn cái này là làm nghe bụp bụp bụp. Vừa hát vừa đàn luôn. Thành ra mấy người ca sĩ mà hát ngắt yếu là rất là sợ. Đúng rồi. Tại vì ban nhạc không có thể nào đánh đi đánh lại cho mình hát. Mà đánh live phải không cô? Đánh live. Jimmy thấy có một tờ nhạc mà có hình cô, đó là bài Tình Yêu Và Cuộc Chiến. Dạ. Bài hát này là cô biết là ông sáng tác ở lúc nào không? Lúc này đó là anh Dũng đã nổi tiếng rồi. Anh Dũng đã lên TV rồi mà cô Mai là ngồi ở nhà coi. Anh Dũng hát bài hát này. Dạ. Thì cô Mai biết. Rồi khi quen anh Dũng thì anh Dũng muốn in cái bài hát thì Mai đưa hình, cô Mai đưa hình cho anh Dũng để đi Tình Yêu Và Cuộc Chiến. Dạ. Thời điểm đó chị cô có ái mộ một tiếng hát nào không thưa cô? Cô thích tiếng hát chị Thanh Lan. Thích chị Thanh Lan, thích anh Duy Quang. Đó. Những cái tiếng nhạc trẻ. Đó. Mà nếu mà nói thì thời đó là mấy cái bài của Phạm Duy mà Duy Quang hát hay lắm luôn. Em không? Hiền Như Ma Sơn. Với lại Chuyện Tình Buồn, Thà Như Giọt Mưa. Dạ đúng rồi. Con Đường Tình Ta Đi. Toàn là những mấy bài hát cho Sài Gòn không à. Nhất là cái tuổi trẻ thời điểm đó. Nhắc đến cái tuổi trẻ của cô đó thì con thấy là cô đã đóng phim như Gác Chuông Nhà Thờ. Rồi cái phim mà giúp cho cô một cái giải thưởng rất là quan trọng, đó là phim Bảy Ngầm. Bảy Ngầm. Xin cô nói thêm về phim đó. Phim đó thì
cô rất là may mắn là cô mới đóng cái phim đó, hình như là cái phim thứ nhì mà cô được. Cô không có ngờ là cô được, tại vì cái giải mỗi năm đó thì tổng thống chỉ giải văn học nghệ thuật đó chỉ cho là tài tử chánh hay là nam tài tử chánh và nữ tài tử chánh và tài tử phụ và nữ tài tử phụ là bốn giải thôi. Nhưng mà năm đó thì có thêm một giải đặc biệt là giải của cô. Là cái năm đó chỉ có năm đó được, là cô là được giải diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất trong năm. Vậy thôi, thành ra cô cũng thấy là cô rất là may mắn. Mà cô được đóng với lại những người giỏi không à con? Giống như ông Lê Quỳnh, rồi chị Mộng Tuyền, chị Ngọc Tuyết. Rồi đạo diễn thì ông Lê Hoàng Hoa rất là hay, rất là giỏi. Cô đóng vai là đóng vai con hay đóng con vai gái ông Lê Quỳnh? Trong phim Bảy Ngầm. Trong phim Bảy Ngầm. Kính thưa quý vị, nhắc đến kỷ niệm mà cuốn phim Bảy Ngầm đó thì cô Thanh Mai có đưa Jimmy một cái cúp vàng hả cô hả? Cúp này bằng bạc. Bạc của giải văn học nghệ thuật Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa điện ảnh năm 73-74. Với cuốn phim Bảy Ngầm mà cô Thanh Mai được cái giải gọi là diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc nhất. Như vậy đây. Ok, cái tượng này sao cô giữ được hay vậy? Cô rất là may mắn là tại vì em gái cô đó khi mà đi qua diễn HO, ba cô đi qua đây đó thì em gái cô nó rời ra, nó tháo ra từ rời ra xong rồi nó bỏ mỗi chỗ, nó quấn vô cái khăn, nó bỏ vô mấy cái vali khác nhau. Rồi khi tới qua đây rồi nó ráp lại, nó nói là cái này em muốn đem qua em cho chị. Tại vì cô lúc mà cô được giải đó thì cô có một cái bằng, một cái bằng của tổng thống có chữ ký ha. Xong rồi một cái con rồng, mặc cái medal rồng. Mà má của cô lúc mà vị cộng vô đó thì má cô sợ đó, má cô mới đem chôn ở dưới đất đó. Khi sau này má cô tìm thì đất nó chùi đi mất, không tìm thấy. Còn cái bằng thì má cô đốt. Thì chỉ còn lại cái cúp này thôi. Nhưng mà giữ được thì rất là hay đó cô. Đúng rồi. Tại nhiều kỷ người đôi khi sau 75 người ta đi vượt biển hoặc là di tản đó không mang được. Không ai đem được hết. Nhưng mà cô may mắn cô còn được. Thành ra cô rất là quý. Như hôm nay là Jimmy nói là lên để nói về cái phim á. Thành ra cô Mai mới cầm theo. Cái phim Bảy Ngầm này đó thì khi mà cô nhận vai đó thì cô có thấy khó không khi mà tập giờ, khi mà để đóng cái phim này? Cô thấy khó nhưng mà cô nghĩ cô sẽ làm được. Tại vì cô nghĩ rằng mình nghệ sĩ đó, mình cũng sao xếp hơn người thường. Mà khi mà mình đóng một cái vai gì thì giống như là mình nhập vô cái vai đó, mình sống trong cái vai đó thì mình sẽ diễn xuất được thôi. Cô nghĩ vậy. Hay là sao cô không hiểu, nhưng mà khi mà cô nhập vai đó thì cô thấy là cô đóng ai cũng thích hết. Lúc đóng xong ai cũng vỗ tay, làm cô rất là ngạc nhiên. Tại vì ông Lê Hoàng Hoa ông nói là cái shot này là cái shot mà khó nhất trong cái phim này. Là cái đoạn thì em cố gắng. Tại vì cái đoạn đó là mẹ của cô đó mất mà ba cô giết. Tại ba cô đó trong cái phim là ổng muốn giết vợ để ổng lấy cái người tình. Thành ra mẹ cô mất thì khi cô từ Đà Lạt cô về Sài Gòn, cô đến cô thắp nhang trên bàn thờ của mẹ cô đó. Thì sau đó cô nói chuyện với ba cô. Thì cô nói cũng như là ba là người đã giết mẹ vậy đó. Và cô diễn xuất lúc đó cái cảnh đó là được giải tổng thống là cái shot nó đó. Khó nhất là cái shot đó. Khó nhất. Là nhờ như vậy mà cái giải thưởng này ngày hôm nay cô giữ như là một cái kỷ niệm trước 75. Mà cô cũng không ngờ là cô sẽ được. Tại vì khi mình đóng mình cũng đâu biết là mình sẽ được gì. Bên cạnh đó thì sau cuốn phim Bảy Ngầm này thì Jimmy thấy gần đây là hãng phim Alpha, hậu duệ của nhà Alpha có phát lên cuốn phim gọi là Tuổi Dài. Xin cô nói thêm về cuốn phim đó. Cuốn phim Tuổi Dài đó là cô được anh Tùng Giang đưa ông Thái Thúc Nha vô đài truyền hình. Lúc đó cô đang quay trong đài truyền hình hầu như là ai muốn tìm cô là đều đến đài truyền hình tìm. Là tại vì ngày nào cô cũng vô đài truyền hình hết á. Thì anh Tùng Giang đưa ông Thái Thúc Nha tới, nói là ông Thái Thúc Nha đang làm cuốn phim muốn mời cô Mai đóng trong đó. Thì cô Mai, sau khi cô Mai coi cái phân cảnh kỹ thuật đó thì cô Mai nhận lời. Và cái phim đó cô Mai quay xong rồi đem đi qua bên Hồng Kông rửa. Thì lúc đó là Sài Gòn mình mất. Thành ra cái cuốn phim nó còn nằm bên Hồng Kông, nó không có được về Việt Nam. Chứ nếu mà về Việt Nam thì mình đâu có còn được bây giờ. Cái xong rồi con trai ông Thái Thúc Nha là Thái Thúc Hoàng Điệp đó, qua bên Úc mới lấy cái cuốn phim đó đem đi về bên Úc. Đó, thì ban nhạc của anh Tài Trúc Hồ đó lúc đó đi qua bên Úc trình diễn. Khi trở về mới là tìm cô nói trời ơi, mà chị Mai ơi, em có coi chị Mai đóng cái phim dễ thương lắm. Chị Mai trẻ quá chừng luôn này kia. Nhưng mà lúc đó anh Nguyễn Long có nói Mai,
Mai đi liên lạc với Hoàng Điệp đi, yeah, để lấy cuốn phim qua đây phát hành. Yeah. Nhưng mà cô Mai không dám, tại cô Mai nghĩ không phải dễ đâu. Đúng thành rồi. Ra cô Mai không có nhận lời. Yeah. Cô Mai nói thôi. Cái xong rồi hè vừa rồi, có một người cháu của Thái Thúc Hoàng Điệp mới gửi cái phim Tuổi Dại lên cái trang của con gái của cô. Tại vì con gái cô nó không bao giờ coi Messenger hết, mà bữa đó thấy cái hình của mẹ, tại trên cái đó có cái hình của mẹ. Yeah. Mới nói ủa cái chuyện gì mà có hình mẹ, cái mới mở ra coi thì mới biết là mấy người gửi cái phim đó cho cô. Yeah. Đó là lúc đó là cô mới được cái phim Tuổi Dại, cô mới được coi lại cô đóng hồi xưa. Người ta làm những cái hình ảnh màu nè, tráng rửa lại rất đúng là rồi. Đẹp. Đẹp, quay rửa bên Hồng Kông, nhờ rửa Hồng Kông mình mới còn cái phim này, chứ nếu không là mình đâu có được đem cái phim ra. Đúng rồi cô, trong phim đó mình thấy cô đóng chung với một chú mà chú ấy lão á, chú là ai? À, Duy Phúc. Chưa Duy Phúc. Duy Phúc là không biết tại sao mà khi mà cô Mai tới là cô Mai đã gặp Duy Phúc ở đó với anh Trường Duy. Trường Duy phải Trường Duy là ca sĩ đó. Không, anh Trường Duy này là ca sĩ, ảnh ảnh thích hát rồi sau đó anh có đóng phim chung với cô cái phim đó đó. Với chị Yến Thu. Đó, là bốn người cô đúng. Thế là toàn là tài tử trẻ thời điểm đó. Trẻ không, đúng rồi. Và có những bài hát của Phượng Hoàng được hát trong cuốn phim. Đúng rồi, thời đó là nhạc của Phượng Hoàng rất là được giới trẻ yêu thích đó. Thành ra ổng muốn cái phim này ổng làm là cái thời của nhạc trẻ mà. Sao ta vẫn cô đơn? Sao ta vẫn cô đơn khi em kề gần. Sao ta mãi lang thang, sao ta mãi đi hoang khi em chờ ta. Trong khu phố xe xua, trong khu phố chen đua, sao ta thấy hoang vu sa mạc thôi. Khi chân thấp chân cao trong khu phố lao sao, đêm lung linh đèn màu, trong hơi khói cay cay, trong giây phút say say, ta quên đi ngày mai. Ngày lễ thế như là một dạng musical high school bên này đó. Dạ đúng rồi. Thưa cô, bên cạnh đó thì con thấy là có những cái phân đoạn mà chiếu cái phòng trà của Khánh Ly. À đúng rồi. Họ quay ở chỗ nhà, tại vì nhà chị Khánh Ly có cái nhà phòng trà, cái nhà hàng ở đó rất là đẹp trên đường Tự Do. Dạ. Đó. Thì mới có cái hình ảnh đó. Nè, nó còn giữ lại ha. Dạ đúng rồi cô. Nhắc đến phòng trà đấy thì cô hát những phòng trà nào thời trước 75 cô? Hát cô hát nhiều nơi lắm. Nhưng mà bây giờ cô nhớ đó là cô hát Olympia, Đêm Màu Hồng. Đêm Màu Hồng là cô hát chung với Uptide đó. Rồi Maxim, rồi La Sirene. La Sirene là của anh Nhật Trường. Oh, vậy hả, anh cô? Nhật Trường mở phòng trà mời ban nhạc Nguyễn Chính đánh. Đó. Rồi để cô nhớ, rồi ở trong Chợ Lớn thì cô hát cho Lệ Thanh. Phòng trà Lệ Thanh. Phòng trà Lệ Thanh. Rồi phòng trà của Khánh Ly nữa. Trời, phòng trà Khánh Ly là cô hát không có dài, cô hát không có nhiều bằng. Nhưng mà cô cũng có hát thời gian ngắn. Thời điểm đó là xem như là cô vừa thâu truyền hình nè, vừa hát phòng trà nè, vừa đóng phim nè, vừa thâu băng nữa. Là coi như một ngày rất là bận rộn của cô. Rất là bận rộn mà rất là vui đối với cô. Sao hồi lúc trẻ mình thấy mình khỏe quá, mình làm không có thấy mệt mà rất là vui. Tại vì cái đó là cái nghề mình yêu thích đó con. Thành ra rất là vui, cô thấy rất là thoải mái, không có thấy, không thấy mệt. Những cái hình ảnh mà cô có cho Jimmy xem á, thì có một cái tấm ảnh mà cô hát với ban Phượng Hoàng ở đâu vậy cô? Ở trên đường Sơn Quán. Đường Sơn Quán là ở Thủ Đức, trong một cái vườn cao su. Rồi cái ông tướng Mai Hữu Xuân đó, ổng mới mở cái nhà hàng. Rồi ổng làm, ổng cất lên giống như một cái chỗ ca nhạc. Rồi ổng mời ban nhạc tới trình diễn. Thì trong đó có ban nhạc Phượng Hoàng. Mà cô thì tuần nào cũng lên đó hát hết trơn á. Thứ bảy với Chủ Nhật. Thứ bảy Chủ Nhật. Buổi chiều. Dạ. Con tưởng đâu ở đâu bên Hồng Kông hay Đài Loan hay Đường Sơn Quán. Vì ở đó thì nó giống như nó không có ồn ào như Sài Gòn.
nhưng mà nó gần, rất là gần Sài Gòn. Yeah. Thành ra cuối tuần á, gia đình mà người ta hay đưa con người ta lên đó chơi. Yeah. À, rồi nghe nhạc, rồi đi ăn. Nhà hàng rất là ngon. Nhà hàng của ổng vừa có ca nhạc mà vừa có ăn uống ở trên có đó. Ăn uống một bên, rồi muốn nghe nhạc thì đi qua một cái không gian riêng. Yeah. À, nó có một cái sân khấu, có ghế rồi người ta ngồi nghe nhạc. Yeah. Thì đó là có cô hát nè, rồi có Ban Phượng Hoàng hát. Có nhiều ca sĩ lắm, bây giờ cô không nhớ. Cũng có nhiều đó, hình như là có chị Julie, có Jenny Mai. Chú Elvis Phương. Có, Đương Phương là hát với Phượng Hoàng đó. Dạ đúng rồi. Phương hát Phượng Hoàng. Ban Phượng Hoàng thì chắc cô cũng có dịp gặp gỡ và hát nhiều bài hát của bên Phượng Hoàng không cô? Cô rất là thích nhạc Phượng Hoàng. Thành ra hồi xưa anh Tùng Giang làm băng nhạc đó thì anh Tùng Giang có đưa cho cô hát bài Sống Cho Qua Hôm Nay. Học cô mà không nhớ là cuốn nào, nhưng mà anh Tùng Giang nói là cái bài này hay lắm. Anh Tùng Giang lựa cái bài đó cho cô, rồi cô hát trong cuốn Tùng Giang Nhạc Trẻ đó. Đẹp chút qua đi bao nhiêu tháng năm, đừng bận tâm dấu đắng ngay ngọt. Đời cơn mê dù ta ngất ngây, hãy cùng nhau sống hết bao hôm nay. Đời không chen đua không mua tước danh, để còn say cho qua hết đi, đừng buồn chi, ước với mơ làm gì. Ngày qua đừng tin nuối, từng giây từng phút qua rồi thôi. Tình yêu đừng giang díu, đừng nói chuyện nữa rồi ngày sau. Hãy quên đi ngày mai, hãy quên đi ngày mai. Ngày đẹp trôi qua đi bao nhiêu tháng năm, đừng bận tâm. Những cái băng nhạc là ngoài băng nhạc Tùng Giang thì cô hát băng nào nữa cô? Ở Việt Nam á hả? Cô hát cho cô Thanh Thúy, rồi cô hát cho anh Quốc Dũng. Dạ. Rồi cô hát cho chú Quốc Dũng có băng làm băng mà nhê luôn hả? Trời, anh Dũng làm cuốn nhạc trẻ, nhạc trẻ Quốc Dũng. À. Bán chạy lắm đó. Thời gian đó hình như là năm 74 đó. Dạ. Có bài Điệp Khúc Mùa Xuân dịp đó không cô? Hay là sau này mới có? Không, bài Điệp Khúc Mùa Xuân chưa có. Ừ. Tại vì bài Điệp Khúc Mùa Xuân đó anh Dũng viết á. Yeah. Mà cô Mai hát đầu tiên là ngày 1 tới tháng 1 năm 1975. Ở trong Thảo Cầm Viên là sở thú đó. À. Tại vì cái thời gian đó đó là bà Trung Tướng Trung đó, bà tổ chức một cái đại hội nhạc trẻ để lấy tiền giúp cho cô Nhi Quả Phụ từ Phước Long đi tị nạn chạy về Sài Gòn đó. Thì lấy cái tiền đó để giúp đỡ cho gia đình cô Nhi Quả Phụ đó. À. Thành ra là cô Mai nhớ là lúc đó ban nhạc trẻ, cô Mai nghĩ cái đó là cái đại hội nhạc trẻ cuối cùng của Việt Nam. Con có thấy cái mấy cái poster đó ghi là cây mùa xuân gây quỹ cho quả phụ cô Nhi đó là ở Phước Long đó. Ở Phước Long hả? Ở Phước Long người ta đi về chạy về Sài Gòn. Nhắc đến nhạc trẻ thời trước 75 thì chúng ta phải nhắc đến ông vua nhạc trẻ là nhạc sĩ Trường Kỳ. Trường Kỳ hả? Xin cô nói thêm về nhạc sĩ Trường Kỳ. Cô lại không có thân anh Trường Kỳ nhiều. Ừ. Cô chỉ quen anh Trường Kỳ sau này, sau 75 thì anh Trường Kỳ qua nhà hàng của cô đó. Thì cô mới nói chuyện nhiều với anh Trường Kỳ. Chứ cái thời mà anh Trường Kỳ làm mấy cái đào nhạc trẻ đó, thì cô Mai lại không có nói chuyện với anh Kỳ mà lại nói chuyện với anh Tùng Giang. Cô Mai lại thân với anh Tùng Giang nhiều hơn. Với anh Nam Lộc nữa. Chú Nam Lộc. Nam Lộc. Thì cho nên chú Tùng Giang mới mời cô hát cái bài Cuộc Tình Xưa, phải không? Cuộc Tình Xưa đó. Anh Tùng Giang là người giống như anh Tùng Giang là người giống như nghĩ là cô hát nhạc trẻ sẽ hợp với cô hơn. Thành ra anh Tùng Giang đến nhà và mời cô hát cái bài hát đầu tiên là bài Cuộc Tình Xưa trong cái cuốn nhạc trẻ số 2 của ảnh đó. Lời mặn nồng mong manh tựa khói, giọng nói ân tình chứ trước sau đó, sau đó trước đó là cô hát nhạc của anh Quốc Dũng với lại nhạc của ông Nguyễn Chính. Yeah, okay.
Cho nên chúng ta mới thấy là sau này cô Thanh Mai hát nhiều nhạc phẩm về nhạc trẻ. Nhạc trẻ, mà cô cũng thấy cô hợp với nhạc trẻ. Dạ đúng cô. Tại cái giọng của cô hình như là hợp với nhạc trẻ hơn. Con rất là ái mộ bài Khi ta 20. Đúng rồi, bài Khi ta 20 là cái bài ông Ngọc Chánh mời cô hát đó. Trong băng Ngọc Chánh. Băng Ngọc, nhạc trẻ mà của ông Ngọc Chánh làm. Dạ. Rồi bài Cơ Sera Sera là cô hát thử đó chưa? Cassandra không, qua đây cô mới hát bài đó. Nhưng mà cái bài cô Mai được người ta thích nhất là bài Búp Bê Không Tình Yêu. Đúng rồi. thời đó ở Sài Gòn đó là anh Vũ Xuân Hùng đó, anh viết lời, anh viết lời bài hát đó, xong rồi ảnh mới đem đến ông mời cô Mai hát. Thì cô Mai mới nói rằng cô Mai học chương trình Việt, cô Mai không có hát được tiếng Pháp. Thì ảnh nói anh muốn Mai hát lời Việt, tiếng Việt và chị Thanh Lan hát tiếng Pháp. Thành ra cuốn đó là cô với cô Thanh Lan hát chung. Hát chung với nhau. Dạ. Là cái bài Búp Bê Không Tình Yêu. Dạ. Hình như còn cái audio đó nó trong mấy băng nhạc đó. Thơm thơ áo lòng như đóa hoa trong ngày đầu xuân, thơ ngây như hương dưới nắng hồng, linh hồn dài khỏi chẳng giấu trước tiền. Dòng chơi vui ca suốt tháng ngày, dâng đầy vào người ngàn vạn điều ca. Bốn phía vây quanh tôi nghe giọng cười những búp bê bằng bông non. Hồn hầu reo mùa theo tình ca tôi hát. Bỏ mình tôi đó đi về nơi phương khác vì yêu dấu kia không là tình ca. Thưa cô, sau năm 1975 đó thì cô ở lại Việt Nam mấy năm ạ? Sợ là cô hát rồi người ta sẽ không để cho cô đi đó. Thành ra là bên gia đình chồng cô nói thôi cô đừng đi hát. Rồi cô ở nhà không à. Cô ở nhà rồi nhưng mà lâu lâu có đoàn kịch nói Kim Cương cô cũng có đi coi. Cô có đi coi, cô ngồi với khán giả cô coi, cô nói như là cô ngồi cô nghĩ ngày xưa đó là mình đứng trên đó. Trong vòng có mấy năm là thay đổi hoàn toàn. Bây giờ mình giống như là một khán giả ngồi coi những người bạn của mình, những người nghệ sĩ trình diễn. Cô thấy như là mình không có thấy cái gì là chắc. Mình thấy ngộ quá, mấy ngày trước mình là người đứng trên sân khấu mình hát. Bây giờ mình là một người khán giả, mình ngồi như bao nhiêu người khán giả khác. Coi những người nghệ sĩ khác trình diễn, cô thấy lạ lắm đối với cô. Như lúc nãy cô có chia sẻ là cái ngày cuối cùng mà có còn vài ngày mà trước khi mất Sài Gòn đó thì có cái bài hát nào mà cô được người ta phát trên TV không? Đó, cái ngày hôm đó đó là sợ đài truyền hình đó họ phát nhạc không à. Không có mở tin tức, không nói gì hết mà chỉ phát nhạc. Thì buổi chiều đó đó cô mở lên cô coi đó thì cô thấy phát cái bài hát trong show chị Thanh Thúy. Thì cái bài hát đó cô hát là bài tên là Thương Anh Nhớ Anh. Mà cô coi mình hát mà ở ngoài trời đó thì cô nhìn về hướng cầu Bình Lợi ở Bình Triệu đó thì lửa rực trời luôn, cháy ở cái cầu Bình Lợi. Trời ơi, lúc đó cái tâm trạng rất là buồn con. Mình thấy giống như là sụp đổ vậy đó, hoàn toàn sụp đổ hết những cái gì hồi đó giờ mình sống nó sẽ mất hết. Không còn nữa. Mà đúng như vậy. Đúng như vậy mà buồn lắm con. Thì khi qua đây đó thì cô mới đến chùa, cô gặp một người bạn. Thì cái cô đó cô nói dễ thương lắm, cô nói trời ơi chị Thanh Mai, chị Mai biết không, cái kỷ niệm của em nhớ nhất là cái ngày mà em sắp sửa xách đồ đạc để mà chạy ra khỏi Sài Gòn đó. Là em, gia đình em còn coi chị Mai hát trên TV bài hát đó. Trời ơi. Bài hát Thương Anh Nhớ Anh, chị Mai hát sao em không đến thăm em chiều nay, cũng cổ hát nguyên khúc luôn. Nhớ cũng nhớ, trời ơi làm cô muốn khóc luôn. Tức là cổ cũng giống như mình vậy đó. Tức là tất cả những người Sài Gòn lúc đó ai cũng tâm trạng rất là hoảng hốt, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình. Người thì bỏ chạy, người thì như cô thì nhìn thấy xung quanh mình người ta bỏ chạy đó con. Rồi gia đình cô thì lúc đó ba cô ở Cần Thơ. Rồi mấy mẹ con ở Sài Gòn, thành ra đâu có bao giờ nghĩ là đi đâu đâu. Thì chỉ đợi ba về thôi. Đó.
Thì sau đó thì cô với gia đình chồng thì đi qua Pháp thì dựng hồi hương. Đi qua Pháp. Sau đó thì cô mới là đám cưới. Chứ lúc đó cô còn quá trẻ, cô không nghĩ, cô cũng quen với chồng cô nhưng mà chỉ quen nhưng mà không nghĩ là mình sẽ lấy chồng sớm như vậy. Nhưng mà lúc đó thì gia đình chồng cô nói là gia đình phải đi về bên Pháp đó. Thành ra là cô đám cưới để mà đi. Là chú là quốc tịch Pháp hả cô? Chú quốc tịch Pháp. Gia đình chú, anh em chú quốc tịch Pháp hết. Vậy thì gia đình cô là đi qua bên Pháp là ngày mấy ạ? Cô đi ngày 16 tháng 6 năm 1977. Mà khi cô lên máy bay đó thì cô mới biết là cô đi chung với gia đình của chú Hữu Phước. Ồ vậy hả? Là ba của Hương Lan đó. Trời ơi vui, quá là vui mừng. Tức là như là mình cũng thấy là người người quen với mình. Đúng rồi. Đi chung á. Rồi sau này ở foyer chung luôn. Chung một gần một nơi luôn. À cô ở hình như là ở trên lầu 2 thì gia đình của chú Hữu Phước ở lầu 1. Thành ra Hương Thanh chạy lên chơi với cô. Lúc đó Hương Lan chưa qua. Hương Lan với Chí Tâm là có một gia đình riêng. Thành ra Hương Lan, Chí Tâm qua sau. Vậy thì lúc đó qua đó thì cô có đi hát liền được chưa? Chưa. Cô qua một thời gian rồi mấy người ở trên Paris mới biết. Mới mời cô lên hát. Mới lên Paris hát. Hình như có hai nghệ sĩ nào mà tới tận nhà cô mà gặp cô. À cái đó là như vậy. Anh Duy Quang đó, ảnh qua tới bên Pháp thì ảnh nói với là anh Nhật Thanh, anh Nhật Thanh mà bây giờ là viết Tử Vi đó, ảnh mới nói là nghe nói là Thanh Mai tới Pháp rồi, thì anh Nhật Thanh có, lúc đó anh Nhật Thanh có chiếc xe hơi rồi non xanh, anh Nhật Thanh nói rồi bây giờ mình đi tìm, thì hai anh Duy Quang với Nhật Thanh á mới lái xe từ Paris mà đi từ Foyer, tại vì nó có nhiều Foyer để người người Pháp Kiều hồi hương đó, thì người ta đưa cô Mai về ở cách Paris 30 cây số. Thành ra cô bị thời gian cô bị buồn, cô không có thấy vui. Bị depressed. Giống như là depressed vậy đó con. Không có vui. Xong rồi khi mà cô đi qua bên Mỹ đó, cô được đi qua đây đi hát đó, thì cô đến Cali cô thích quá, tại vì Cali giống Sài Gòn mình. Cũng có nắng rồi không có lạnh. Đó, thành ra cô rất là thích Mỹ, rồi ra sau này cô mới chọn là cô qua Mỹ sống. Nhưng lúc bên Pháp á, khoảng năm 82 thì con thấy cô có ra một cuốn băng là chủ đề Mai. Thì cô muốn kể là vậy nè, hồi xưa đó lúc mà Sơn Ca qua đây đó, Sơn Ca qua Mỹ nè, cái Sơn Ca có ra một cái cuốn băng nhạc Sơn Ca hát. Cái cô thích quá, cái cô mới nói với chồng cô, cô nói là cái ước mơ của cô đó là cô muốn làm một cái cuốn băng nhạc mà cô hát. Thì sau đó chồng cô như là chiều ý cô mới làm cho cô một cuốn băng nhạc đó. Thì cái thời gian đó cô không có quen với anh ông Bẹt Na Jara, thì cô nhờ Văn Tấn Phát đó, một ca sĩ ở bên Pháp đó, có quen với ông đó, tại vì ông có làm hòa âm cho Phát, thành ra Phát giới thiệu cho cô quen, rồi cô mới nhờ ông hòa âm cho cô, thì cô làm được cái cuốn băng mà tên là Chủ Đề Mai đó. Trong đó có bài Bên Nhau Ngày Vui. Bên Nhau Ngày Vui rồi Liên Khúc Ngô Thị Miên. Liên Khúc Ngô Thị Miên. Rồi không biết cô có hát Điệp Khúc Mùa Xuân không? Hình như không. Dạ không ạ. Không. Điệp Khúc Mùa Xuân thì qua hải ngoại này có thấy cô thâu cho Asia. Đúng ạ. Cô thâu cho Asia. Trong cuốn Xuân đó. Cuốn Xuân của Asia. Mà khi mà cô qua bên Mỹ này thì nhất là qua bên Cali này chắc cô rất là yêu, rất là thích. Cô quyết định luôn. Quyết định liền. Cô qua đây đó, cô hát Mùa Hè. Mùa Hè năm 1984, cô được bà chủ phòng trà tự do mời cô qua hát. Lúc đó ban nhạc Dreamer chơi ở đó. Thì chắc có lẽ là anh Duy Quang đề nghị hay sao đó mà bà chị Bích Liên chị mới mời cô qua hát một tháng. Thì khi mà cô ở Cali một tháng thì cô thấy cô thương Cali quá, cô không có muốn ở bên Pháp nữa. Đó rồi cô mới về, cô nói chuyện để mà gia đình thu xếp qua đây. Mà chú ok để dọn qua đây. Chú đâu chịu. Chú đâu chịu. Chú nói là gia đình chú ở đây, chú gia đình chú, ba mẹ chú, anh em chú bên Pháp hết. Thành ra chú không có muốn đi. Rồi cô Mai nói là cô Mai thích ở bên Mỹ hơn. Ở bên này buồn quá, cô Mai không thích. Thì chú cũng không có đưa cô Mai đi, xong rồi chú nói là bây giờ cô Mai muốn lên tòa đại sứ Mỹ thì cô Mai đi đi. Cái cô Mai nói ok, nếu mà không đưa cô Mai đi thì cô Mai cũng đi. Quyết định rồi. Quyết định. Cô Mai nói là cô Mai nói như vậy, cô Mai nói là cô Mai biết là cô Mai thương cha mẹ của cô Mai. Thì cô Mai biết là chú cũng rất là thương cha mẹ của chú. Thành ra cô Mai không bao giờ bắt ai cái gì hết. Nếu mà chú cảm thấy là chú thương gia đình chú quá đó thì thôi, chú ở bên này với gia đình chú. Cô đem hai đứa con cô đi. Thì sau đó chú nói thôi, chú quyết định chú đi với cô qua đây. Nhưng mà cũng tội nghiệp chú là chú phải bỏ hết gia đình của chú bên đó để chú đi qua bên này với cô. Thành ra cô Mai thấy là
cũng là một cái quyết định tới giờ này thì cô thấy là mình quyết định đúng. Dạ đúng. Yeah. Hình như là qua đây cô có dịp đi hát làm nhà hàng rồi các con của cô cũng rất là thành công. Rất là thành công là tại vì con gái cô Mai đó, cái ngày mà con gái cô Mai tốt nghiệp đại học ở UCI đó là cái ngày đó cô Mai ngồi ở dưới mà cô Mai muốn khóc. Tại vì cô Mai thấy là cũng như những cái gì mình hy sinh đó thì hôm nay là con mình đã nó đã được. Tại vì mình sống đâu phải mình sống cho mình mà mình sống cho con mình. Phải không? Yeah. Tại vì mình sống đâu phải mình sống cho mình sống cho cái tương lai của con mình. Yeah. Mà ở tương lai thì đối với cô bên Mỹ vẫn tốt hơn bên Pháp. Yeah. Cô Mai nghĩ vậy. Yeah, đúng rồi. Cách đây khoảng mấy tuần thì cô Mai có gặp anh Nhật Thanh. Yeah. Anh Nhật Thanh có khen cô Mai một câu. Anh Nhật Thanh nói là em có biết rằng em có một cái quyết định rất là sáng suốt, rất là hay không? Thì cô Mai mới hỏi, ủa cái quyết định gì? Anh Nhật Thanh nói là cái quyết định mà qua Mỹ sống, đưa gia đình qua đây sống. Tại vì nội mà cái mùa Covid mình cũng nhìn thấy là ai cũng rất là may mắn được ở nước Mỹ. Đúng để cô. Được chính phủ lo, có thuốc, chích ngừa đầy đủ. Trong cái đó Việt Nam mình bây giờ bao nhiêu người... Thời gian ở bên Pháp mà bên Pháp. Cùng với cô Pauline Ngọc nè, Pauline Ngọc, chị Pauline Ngọc, chị Julie với Sunny Mai nữa. Đúng đó rồi. Là với cô nữa là bốn người là chị em đi biểu tình là lúc nào cũng thấy nhau. Mà sao không biết chụp hình lúc đó có Sunny Mai đó. Dạ đúng rồi. Mà tại cháu không có để ý đó, có Sunny Mai đứng thấy kế cô. Pauline Ngọc ạ. Khi mà qua bên Cali này đó thì cô cũng đã thực hiện những cuốn băng. Con thấy là có cuốn tình ca nhạc trẻ là cuốn mình thích lắm. Cái cuốn này đó cô Mai muốn kể là cái thời gian đó cô Mai lên nhà chị Khánh Ly chơi. Rồi anh Đoan với chị Khánh Ly đó mới nói là Mai bây giờ đó em phải làm một cuốn băng nhạc. Em phải lựa những cái bài nhạc trẻ mà em hát đó. Mà anh Đoan và chị Mai là người khuyến khích cô là làm cuốn băng đầu tiên là cuốn này. Lựa những cái bài nhạc trẻ cho cô. Đó, rồi anh Đoan là người đưa cô Mai xuống nhà in để giới thiệu với lại anh Ngạn. Anh Ngạn, anh Ngoạn là anh có cái nhà in tên là An Nam hay gì đó, nhà in của anh. Đó, anh Nam Printing, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đó là anh Đoan là người giới thiệu cô Mai đến để mà nhờ anh Ngoạn in cho cô Mai cái bìa này. Thành ra mỗi lần cô nhìn cái này là cô Mai nhớ chị Khánh Ly với anh Đoan. Lúc nãy cô có kể là cái thời điểm là 80 mấy đó là cứ đầu tuần là họp mặt ở nhà cô Khánh Ly hả? Đúng rồi, vui lắm. Nhà chị Khánh Ly này, ha, lúc nào cũng có anh Trầm Tư Thiên, anh Edith Phương, chị Giao Linh, anh Tùng Giang, chú Lê Văn Thiện. Đó là những khuôn mặt mà với chú Mai Thảo nữa. Chú Mai Thảo nữa. Đó là những khuôn mặt mà thường chị em gặp nhau. Còn cô với cô Khánh Ly thì hình như là mỗi ngày. Mỗi ngày. Sáng á, chị Khánh Ly xuống nhà rước cô với lại chồng cô đi ăn. Xong rồi kêu cô đó là bữa nay chị thích ăn canh chua cá kho. Chị muốn Mai làm cho chị. Rồi lại đi chợ, đi vô bếp nấu ăn. Mà chị Mai lại mê cô Mai nấu canh chua với cá kho. Vui lắm. Như có kỷ niệm nào năm 80 mấy mà cô với cô Mai đi Dallas nữa? Trời ơi. Cái này là một cái kỷ niệm mà rất là hải hùng luôn đó. Là tại vì á, cái ngày hôm đó đó là cô Mai với lại cô Khánh Ly hai chị em đi hát show bên Dallas. Thì vừa check in vô phòng, vô hotel á, thì vô phòng thì được cái điện thoại từ ở nhà chị Khánh Ly gọi qua nói rằng là cái máy bay nó rớt cách nhà có 5 căn à. Mình thấy tất cả đều có ơn trên sắp đặt hết. Thưa cô đã hát qua nhạc trẻ nè, nhà của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính nè. Rồi gần đây con thấy cô có phát hành một cuốn CD là Niệm Phật và Phật Ca. Từ đâu mà cô lại ý tưởng làm một cuốn băng về nhà Phật? Cô có hứa nguyện với mẹ Quan Thế Âm. Hồi lúc mà cô làm nhà hàng đó thì cô có hứa nguyện là khi nào cô sẽ hát một cuốn băng để cô cúng dường. Tức là cô không có bán. Cô bỏ tiền ra, cô thâu rồi cô hòa âm rồi cô hát, cô in ra luôn rồi cô tặng. Tại vì cô nghĩ rằng là nhạc Phật giáo mình cô Mai muốn cho nhiều người nghe. Tại vì mỗi lần mà nghe một bài hát thì cái tâm hồn mình nó sẽ thảnh nhẹ nhàng hơn. Và mình thấy yêu thương cuộc đời hơn. Thành ra cô Mai muốn làm giống như cái hạnh nguyện của mẹ vậy đó. Thì cô Mai có hứa nguyện xong rồi, khi mà cô Mai bán cái tiệm xong, cô Mai đi, cô Mai đã đưa cho Nguyễn Quang Hòa Âm. Thì cô Mai đưa cho Nguyễn Quang với Quang Anh là em của Nguyễn Quang đó, Hòa Âm cho cô Mai. Rồi Hòa Âm xong thì cô Mai hát.
Đây là cuốn văn mà Jimmy thấy rất là giá trị về những bài hát về Phật. Bên cạnh cô hát thì có chú Hy Sinh hát nè. Dạ. À, bài niệm Phật, nghe cô nói về cái lời nó rất là ý nghĩa. Hay lắm. Dạ. À, cô Mai được biết cái bài niệm Phật này qua anh Nhật Thanh. Tại anh Nhật Thanh cách đây cũng lâu rồi, anh Nhật Thanh có làm một cuốn băng Phật giáo. Dạ, đúng. Thì anh Nhật Thanh có mời cô Mai hát một bài trong đó. À. Là bài Bé Thơ Đi Chùa. Bé Thơ Đi cũng Chùa. Của một nhạc sĩ này viết là ông Giác An. Thì cô Mai biết ông Giác An là một tu sĩ. À. Ông viết bài niệm Phật luôn. Cái cô Mai nghe anh Nhật Thanh hát hay quá. Cái bài hát hay quá đi, thành ra cô Mai mới chọn. Cô Mai để vô cái CD này, cô Mai hát lại bài niệm Phật. Tại vì cô Mai biết là ông Giác An đó, ổng là một tu sĩ, thành ra những cái lời của ổng đó nó đối chiếu với nhau. Thí dụ như là sáng và tối, và bên người già và bên trẻ thơ, và thành ra cô Mai thấy cái lời nó quá hay. Giống như là nói về cái thân phận con người đó con. Cô Mai mới chọn, cô Mai nghĩ là cô lấy cái chủ đề là niệm Phật luôn. Thưa cô, con được biết là những năm gần đây thì nhà hàng Thanh Mai của cô không còn hoạt động nữa. Vậy thì cô có nhớ khách hàng và nhớ cái không khí của nhà hàng hay không? Cô rất là nhớ khách của cô, rồi cô nhớ bạn của cô. Tại vì cô có cái nhà hàng thì tất cả những người bạn mà muốn gặp cô thì đến tiệm là gặp cô, giống như là chị Phương Hồng Quế, hay chị Băng Châu, hay chị Trang Thanh Lan, hay là anh Quốc Anh, hay là chị Thanh Thúy lâu lâu ở Sacramento về. Rồi Mai Thiên Vân thì cháu đưa Mai Thiên Vân đến tiệm nữa, thành ra vui lắm. Nhưng mà tại vì cô thấy cô lớn tuổi rồi, thành ra cô muốn nghỉ ngơi. Với lại cô muốn là mình cũng lớn rồi, mình để thời gian để mình lo mình tu hành, tụng kinh, niệm Phật. Rồi mình sống cái đời sống nó được bình yên hơn, không phải lo lắng nữa. Khi cô có nhà hàng cô phải lo rất là nhiều. Thành ra cô không muốn lo nữa, cô muốn buông cho nó nhẹ bớt. Những người bạn của cô đều khen là con làm rất là có một cái sự chuẩn bị đó, giống như chị Mỹ Hòa bên Pháp cũng có coi, khen nói là Jimmy trẻ nhưng mà rất là giỏi, rất là dễ thương, nói chuyện mà biết quý trọng những người nghệ sĩ, thành ra là ai cũng thương con hết á. Con rất cảm ơn cô, và nhân đây cũng cảm ơn cô Mỹ Hòa đã có lời đến cô. Và mong là có dịp con qua bên Tây đó, con sẽ thăm được cô Mỹ Hòa lần trước. Anh Trần Vĩnh nữa. Chú Trần Vĩnh nữa. Đó, anh Trần Vĩnh thì là gặp ảnh thì ảnh sẽ kể những cái chuyện ngày xưa, rồi nhiều kỷ niệm rất là hay. Tại vì lâu lâu thỉnh thoảng cô có nói chuyện với ảnh á. Anh rất là còn khỏe mạnh và rất là sáng suốt, nói chuyện rất là bình thường. Chắc chắn lần tới hôm qua sẽ thăm chú Trần Vĩnh và cô Mỹ Hòa. Jimmy cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Cùng mây gió trôi giạt muôn nẻo đời, xa mặt trời, xa loài người. Từng đêm lắng trong ngàn sao lạc loài, trên một trời mây xuôi. Tình yêu đó ôi con mong chờ. Chờ ai xa xôi một lời thương yêu trên môi, đời chỉ còn một ngõ tối chát lối, sống cho niềm vui xa xôi bên trong ngày.